Xin kính chào quý vị khán giả của kênh truyền hình FBNC và đây là chương trình Giờ Kết Sổ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia Vũ Đức Trọng chi nhánh Cầu Giấy Hà Nội của công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng để cùng anh phân tích một số những diễn biến nổi bật của chứng khoán trong tuần này. Dạ vâng, thưa anh Vũ Đức Trọng, anh có thể đánh giá tình hình về thị trường chứng khoán của chúng ta trong tuần qua không ạ? Nếu tuần trước thì tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng do có sự cơ cấu của các quỹ mô phỏng chỉ số MSCI, FTSE và VNM ETF và đã kết thúc trong êm ả với điểm số kết thúc tuần đóng phiên trên 1.000 điểm, cụ thể là 1.002,97 điểm. Thì trong tuần này thị trường tiếp tục có phản ứng tích cực khi duy trì điểm số trên mốc 1.000 điểm và diễn biến khá cân bằng. Cụ thể là thị trường thì có 3 phiên tăng nhẹ và 1 phiên giảm nhẹ. Để sau 4 phiên thì thị trường tăng 13 điểm, đóng cửa ở mức 1.015,37 điểm. Thị trường giao dịch khá cân bằng, biến động trong phiên không quá lớn, từ 4 đến 7 điểm một phiên. Thanh khoản thị trường có sự cải thiện so với tuần trước, với giá trị khớp lệnh của VN Index trung bình ở mức 4.000 tỷ đồng một phiên. Trong tuần này thì ngoài duy trì trạng thái giao dịch khá cân bằng, khi nước ngoài mua dòng 164 tỷ đồng trên sàn HSX, thì trong tuần chúng ta có thể thấy dòng tiền thì đang tập trung khá mạnh mẽ và tăng giá khá tốt ở nhóm cổ phiếu mid cap, đặc biệt ở nhóm ngành thủy sản như là Vĩnh Hoàn, IDI, FMC, dệt may thì có TCM, TNG, vật liệu xây dựng như KSB, HT1, bất động sản như DXG, VRE, Long Điền, Nam Long, dầu khí thì có PVF, PVD và GAC. Nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn và ngân hàng thì giao dịch ở trạng thái tích lũy đi ngang. Trong tuần các cổ phiếu mid cap và penny có mức tăng giá khá tốt nhưng chỉ số không tăng mạnh. Tâm lý nhà đầu tư khá hưng phấn khi hầu hết các nhà đầu tư đều có lãi trong tuần này. Tâm lý được kỳ vọng đẩy lên khá cao. Thanh khoản thị trường được cải thiện cho thấy dấu hiệu đầu cơ trên thị trường đang có xu hướng tăng trong tuần. Dạ vâng, anh đánh giá như thế nào khi có thông tin là thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta được theo dõi là nâng lên vị trí thị trường mới nổi hạng 2 ạ? Vào 6:30 ngày 27 tháng 9 thì Việt Nam đã được đưa vào danh sách chờ cho thị trường mới nổi cấp 2 trên thông báo đánh giá phân loại quốc gia hàng năm của FTSE. Đây có thể nói là thông tin vui đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, vì từ nay thì thị trường biên đến thị trường mới nổi đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu Việt Nam được đưa vào thị trường mới nổi thì thị trường chứng khoán Việt Nam tạm coi là tốt nghiệp tiểu học, lên bước lên trung học, và các quỹ toàn cầu sẽ theo dõi thị trường chứng khoán của chúng ta. Hiện nay Việt Nam là quốc gia có tỷ trọng lớn trong các chỉ số của FTSE. Thị trường cận biên và thỏa mãn các điều kiện nâng hạng thị trường mới nổi sơ cấp có 9 trên 21 chỉ tiêu. Dù vậy thì Việt Nam vẫn có 3 chỉ tiêu chưa đạt được và đạt yêu cầu, và 8 chỉ tiêu giới hạn trong số 21 chỉ tiêu chí trong bảng ma trận chất lượng của thị trường FTSE. Sau khi vào danh sách theo dõi thì Việt Nam cần 1 đến 2 năm để chính thức nâng hạng, tùy vào mức độ cải thiện. Khi Việt Nam lọt vào danh mục thị trường mới nổi sơ cấp của FTSE thì các quỹ ETF sẽ mua vào khoảng 677 triệu đô. Điều này thì đồng nghĩa với thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thu hút được một lượng lớn dòng tiền nóng từ các quỹ ETF trong khoảng thời gian trước và sau khi được chính thức xếp hạng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi các thị trường mới nổi được tham gia các chỉ số toàn cầu thì sẽ có cơ hội hội nhập lớn hơn với các thị trường tài chính toàn cầu, dẫn đến chia sẻ rủi ro giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Giá cổ phiếu cũng tăng lên như là kết quả của việc thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, và tính minh bạch cũng nâng cao. Những cổ phiếu có khả năng được hưởng lợi nhất sẽ là những cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong các rổ chỉ số FTSE như là Vinamilk, VIX, Masan, Hòa Phát, VRE, Vietjet, MWG, Masan, Vietcombank, BIDV, Novaland. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Xin hẹn gặp lại anh ở phần 3 của chương trình.
vị đang quay trở lại với phần 2 của chương trình Giờ Kết Sổ, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những diễn biến nổi bật của các doanh nghiệp trong nước và trên thế giới. Thưa quý vị, Vietjet Air đang lấy ý kiến cổ đông để phát hành 3.000 trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị là 300 triệu đô la Mỹ. Lượng trái phiếu sắp phát hành sẽ được giao dịch trên thị trường quốc tế, thời gian dự kiến vào quý 4 năm 2018 và đáo hạn sau 5 năm. Lãi suất sẽ tùy thuộc vào điều kiện thị trường, nhưng dự kiến với mức 4% một năm, được thanh toán 6 tháng một lần. Song song với đó, thì Vietjet dự kiến phát hành 28 triệu cổ phần để chuyển đổi trái phiếu, giá chuyển đổi bằng giá tham chiếu cổ phiếu VGC, chốt tại thời điểm phát hành nhân với hệ số chuyển đổi. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2018. Thưa quý vị, trong 8 tháng đầu năm 2018, thì công ty trách nhiệm hữu hạn ống thép Hòa Phát đã đạt sản lượng bán hàng gần 426.000 tấn, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần sản phẩm ống thép của tập đoàn Hòa Phát đã tăng lên 27%, trong khi cùng kỳ năm trước tỷ lệ này đạt hơn chỉ 26%. Tại thị trường trong nước, thì khu vực miền Trung ghi nhận mức tăng cao nhất với trên 15%. Bình quân sản lượng hàng tháng của năm 2018 đã đạt trên 10.000 tấn, tăng khoảng 1.300 tấn so với mức bình quân tháng trong năm 2017. Thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt ở thị trường xuất khẩu các sản phẩm ống thép. Trong tháng 8, thì các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh ống thép xuất khẩu hơn 230.000 tấn, tăng hơn 32% so với năm ngoái. Trong khi đó, thì ống thép Hòa Phát đã xuất khẩu 11.800 tấn, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2018, thì Tổng Công ty Cà phê Việt Nam đạt doanh thu 2.269 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế trong 6 tháng của công ty đạt gần 10 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ năm 2017. Theo đó, thì lãi của Vina Cà phê chưa đầy 10 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do doanh thu tài chính sụt giảm và chi phí bán hàng tăng gấp 3 lần so với năm 2017, dẫn đến kết quả lợi nhuận sụt giảm mạnh. Trong năm nay, thì Vina Cà phê sẽ lựa chọn tổ chức định giá doanh nghiệp và tiếp tục thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp. Công ty dự kiến giải thể 9 đơn vị thành viên theo thể loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn do nhà nước sở hữu và có số vốn góp nhà nước. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, thì tổng tài sản của Vina Cà phê là 2.329 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 903 tỷ đồng, chiếm 39%, nợ dài hạn là 111,4 tỷ đồng. Thưa quý vị, công ty cổ phần Vinhome cho biết, ngày 4 tháng 10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 670 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ là 1.000 trên 250. Tương ứng, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu về nhận về được 250 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm 2018. Hiện Vinhome có vốn điều lệ hơn 26.796 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành, công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên 33.495 tỷ đồng. Được biết, sau 6 tháng đầu năm 2018, thì Vinhome ghi nhận số lãi lên đến 9.854 tỷ đồng, vượt qua Vinamilk và trở thành doanh nghiệp trên sàn có mức lãi cao nhất trong nửa đầu năm 2018. Sau đây sẽ là một số thông tin của doanh nghiệp nước ngoài. Thưa quý vị, tập đoàn năng lượng hàng đầu Naui Statkraft dự kiến đầu tư khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ một năm vào năng lượng tái tạo từ năm 2019 đến năm 2025. Ngoài việc nâng cấp các công trình thủy điện Bắc Âu, Statkraft lên kế hoạch đạt công suất 6.000 MW gió trên bờ và 2.000 MW năng lượng mặt trời vào năm 2025. Đầu tư hàng năm vào việc đổi mới các nhà máy thủy điện Naui sẽ lên đến 1,5 tỷ kron. Theo tuyên bố của công ty này, thì phần lớn năng lượng tái tạo sẽ phát triển ở châu Âu. Mức tăng trưởng đáng kể này sẽ góp phần vào các thị trường khác của Statkraft như Nam Mỹ và Ấn Độ. Bên cạnh đó, công ty này cũng cho biết các khoản đầu tư sẽ được tài trợ một phần từ thu nhập của các doanh nghiệp hiện có và bổ sung bằng cách bán cổ phiếu trong các dự án năng lượng mặt trời và gió đã hoàn thành cho các nhà đầu tư tài chính. Thưa quý vị, tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Mỹ Warren Buffett đã có được khoản lợi nhuận trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ sau một thập kỷ nắm giữ cổ phiếu của hãng xe điện Trung Quốc BYD. Theo Bloomberg, vào ngày 26 tháng 9 năm 2008, tập đoàn Berkshire Hathaway nhất trí mua số cổ phiếu niêm yết tại thị trường Hồng Kông mà hiện nay tương đương gần 25% cổ phần của BYD. Từ đó đến nay, thì cổ phiếu BYD, hãng sản xuất ô tô chạy điện lớn nhất Trung Quốc, đã tăng lên 500%. Nhờ đó, khoản đầu tư 232 triệu đô la Mỹ của tập đoàn đã trở thành cổ phần trị giá 1,6 tỷ đô la Mỹ với mức giá cổ phiếu BYD hiện tại.
Trong cùng khoảng thời gian 10 năm thì giá cổ phiếu của tập đoàn này mới chỉ tăng 144%. Quyết định rót vốn vào BYD của tập đoàn này từ 2 năm trước khi hãng xe điện Mỹ Tesla lên sàn chứng khoán ở Mỹ và từ rất lâu trước khi ngành công nghiệp ô tô thế giới dịch chuyển theo hướng phát triển xe hơi chạy điện. Với giá trị hiện nay thì BYD đã trở thành khoản đầu tư lớn nhất của nhà đầu tư huyền thoại và một công ty niêm yết có trụ sở ngoài nước Mỹ. Thưa quý vị, công ty khởi nghiệp an ninh mạng của Anh Darktrace đã gây quỹ 50 triệu đô la Mỹ, đưa giá trị công ty lên 1,65 tỷ đô la Mỹ. Khoản đầu tư được công bố hôm ngày 27 tháng 9, được dẫn dắt bởi công ty cổ phần tư nhân châu Âu Vitrafrian Partner và sự ủng hộ của các nhà đầu tư hiện tại là KKR và 1011 Venture. Darktrace có trụ sở tại Cambridge, được thành lập vào năm 2013, sử dụng trí tuệ nhân tạo IA và công nghệ để phát hiện và chống lại các mối đe dọa trên mạng, được gọi là hệ thống miễn dịch doanh nghiệp, hoạt động tương tự như hệ miễn dịch của con người. Hệ thống sử dụng một thuật toán máy tính để theo dõi các mẫu và tìm hiểu những gì cấu thành hành vi không gian mạng bình thường và đáng ngờ. Sau đó sử dụng công nghệ phản ứng tự trị để xử lý bất kỳ các mối đe dọa tự động hoặc làm chậm tắt thiết bị bị xâm nhập. Theo tiết lộ của công ty thì hệ thống của họ hiện đang được sử dụng trên 7.000 mạng trên toàn thế giới. Darktrace đã vượt qua mốc đánh giá trị giá 1 tỷ đô la Mỹ vào tháng 5 khi nó đạt giá trị thị trường 1,25 tỷ đô la Mỹ. Hiện giá trị của công ty là 1,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% trong 4 tháng vừa qua. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 9, công ty cổ phần thế giới số DigiWorld đã ký kết hợp chiến lược hợp tác với HMD Global, công ty sở hữu độc quyền thương hiệu Nokia cho điện thoại và máy tính bảng. Như vậy, sau gần 3 năm ngừng hợp tác thì DigiWorld chính thức hợp tác trở lại với Nokia. Ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị DigiWorld cho biết, việc hợp tác không làm cho công ty điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2018. Từ năm 2019 thì việc phân phối sản phẩm của Nokia sẽ đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận. Với lần hợp tác trở lại này thì ông Việt chia sẻ, Nokia từng chiếm đến 60% thị phần điện thoại ở Việt Nam. Đến nay dù mới quay lại thị trường hơn một năm nhưng Nokia đã chiếm được đến 25% thị phần. Theo thống kê của Consumer Research, trong quý 2 năm 2018 thì HMD Global đã bán 4,5 triệu chiếc smartphone trên thế giới, xếp hàng thứ 9 trong bảng xếp hạng 10 nhà sản xuất smartphone lớn nhất trên thế giới. Thưa quý vị, kết thúc phiên giao dịch vừa qua thì ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng điểm trở lại nhờ lực kéo vào nhóm cổ phiếu Apple, Alphabet và Facebook. Cùng với đó là niềm tin của các nhà đầu tư khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất lần 3 trong năm nay. Khép phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,21% lên mức 26.439 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,28% lên mức 2.914 điểm. Nasdaq tăng 0,65% lên mức 8.041 điểm. 8 trong số 11 lĩnh vực của S&P 500 tăng. Đáng chú ý là nhóm cổ phiếu dịch vụ truyền thông gồm Facebook, Alphabet và nhóm cổ phiếu Internet truyền thông khác tăng 0,8%. Cụ thể, cổ phiếu Alphabet tăng 1,2% sau khi các chuyên gia phân tích tại JP Morgan tiếp tục đánh giá triển vọng khả quan và định giá mục tiêu lên 272 đô la Mỹ một cổ phiếu. Cổ phiếu Facebook cũng tăng 1,13%. Ngược lại, cổ phiếu Tesla giảm mạnh sau khi Ủy ban chứng khoán SEC đệ đơn kiện Tổng Giám đốc Elon Musk cáo buộc gian lận liên quan đến một tweet ông chia sẻ về việc lên kế hoạch đưa Tesla thành công ty tư nhân. Sau khi tăng lãi suất hôm 26 tháng 9 thì Fed gần như vẫn giữ nguyên triển vọng chính sách tiền tệ trong những năm tới. Chứng khoán Mỹ đi xuống cùng ngày nhưng đảo chiều trong phiên giao dịch mới đây khi các nhà đầu tư tập trung vào niềm tin của Fed với sức mạnh kinh tế của Mỹ. Không cho biết thông tin về giá mua, nước này cho biết việc mua hai loại ngũ cốc trên sẽ kéo dài đến tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2019. Ngoài các hợp đồng trực tiếp, Iraq cũng mang đấu thầu 30.000 tấn gạo với thời hạn nộp hồ sơ vào ngày 1 tháng 10. Iraq nhập khẩu hàng triệu tấn lúa mì và gạo hàng năm khi hàng triệu người dân quốc gia này phụ thuộc vào hệ thống lương thực được trợ cấp mở rộng của chính phủ. Năm ngoái, chính phủ Iraq đã cho phép Bộ Thương mại thực hiện việc mua bán lúa mì và gạo trực tiếp, ngoài các phiên thầu mua bán quốc tế của mình để đảm bảo an ninh lương thực. Năm nay, lũ về sớm nên năng suất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm, dự báo đến cuối năm giá gạo sẽ tăng. Dự báo thị trường xuất khẩu cuối năm lạc quan, mặt hàng gạo chợ nội địa đang dao động. Hiện ở Sóc Trăng, gạo thơm ST giá tăng vọt, đứng đầu. Do vụ hè thu chi phí sản xuất cao, giá một số vùng bao tiêu lúa 6.500 đồng một kg. Do đó, giá thành sản xuất gạo thơm ST tăng trên 23.000 đồng một kg.
Trong khi đó, các mặt hàng gạo phổ thông khác cũng dục dịch tăng theo sau thông tin xuất khẩu gạo sang một số nước có nhu cầu dự trữ gạo đã lên kế hoạch thu mua. Trung Quốc quyết định cắt giảm thuế quan nhằm giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành cũng như giúp đáp ứng nhu cầu hàng hóa của thị trường trong nước, giảm chi phí cho người tiêu dùng cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Ước tính, chính sách thuế mới này sẽ giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước tiết kiệm hơn 60 tỷ nhân dân tệ, tương đương 8,7 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, việc cắt giảm thuế nhập khẩu đối với 1.585 sản phẩm bao gồm máy móc và vật liệu xây dựng sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 tới và đối với thực phẩm và hàng tiêu dùng là vào cuối tháng 11. Lần giảm thuế nhập khẩu này là lần cắt giảm thứ hai của chính phủ Trung Quốc trong vòng chưa đầy một năm qua. Trước đó, hồi tháng 7, Trung Quốc cũng đã giảm thuế nhập khẩu với gần 1.500 sản phẩm tiêu dùng, từ mỹ phẩm cho đến đồ gia dụng, một phần trong nỗ lực mở cửa nền kinh tế. Phía Mỹ đồng ý sẽ không áp dụng mức thuế đối với xe hơi Nhật Bản trong và trước khi các vòng đàm phán kết thúc. Bây giờ chúng tôi sẽ tăng cường quan hệ với Nhật và mọi việc đang diễn ra rất thuận lợi. Tôi và Thủ tướng Abe vừa đồng ý tiến hành đàm phán để đạt được một hiệp định tự do thương mại giữa hai nước. Vì nhiều lý do khác nhau mà cách đây hơn 3 năm, Nhật Bản chưa sẵn sàng tiến hành. Tôi tin rằng hai bên sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Ông Abe cho biết, Nhật Bản và Mỹ là hai đồng minh có mối quan hệ chặt chẽ. Với tư cách là các cường quốc kinh tế, hai nước góp phần dẫn dắt hệ thống thương mại tự do của thế giới. Vì vậy, Nhật Bản và Mỹ cần liên tục bổ sung sinh lực cho hoạt động thương mại và đầu tư thông qua thúc đẩy quan hệ song phương. Ngay sau khi lên nắm quyền, ông Trump công khai quan điểm muốn đánh thuế cao hơn vào xe hơi nhập khẩu từ Nhật Bản nhằm thu hẹp sự mất cân đối trong cán cân thương mại song phương. Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nhằm vào việc ngăn cản Tehran triển khai chương trình vũ khí hạt nhân. Đổi lại, Mỹ, Nga, Trung Quốc và các nước châu Âu, trong đó có Anh, sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt kinh tế lên nước này. Washington tuyên bố sẽ áp lệnh trừng phạt lên ngành năng lượng của nước thành viên thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC này. Giới quan sát lo ngại giá dầu sẽ tăng cao sau lệnh trừng phạt khi nguồn cung dầu trở nên khan hiếm. Các cuộc khảo sát cho biết đại đa số dân Mỹ đều ủng hộ phương án duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran. Thực tế, thỏa thuận này không có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới cử tri Mỹ như các chính sách nhập cư, thương mại và kinh tế. Ông Trump cho rằng Iran ngày càng có mối quan hệ thân thiết với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người có cuộc họp thượng đỉnh thành công với ông ở Singapore hồi tháng 6. Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần 2 của chương trình. Quý vị đừng rời màn hình, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần 3. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 3, gặp gỡ anh Vũ Đức Trọng để cùng anh phân tích một số những cổ phiếu nổi bật trong tuần. Dạ vâng, xin chào anh Vũ Đức Trọng, chúng ta lại gặp nhau ở phần 3 của chương trình. Câu hỏi ở phần 3 chương trình dành cho anh, mà câu hỏi mà các nhà đầu tư rất là quan tâm, đó là loại cổ phiếu nào mà anh nên khuyên các nhà đầu tư sắp tới sẽ đầu tư vào ạ? Tâm lý nhà đầu tư đã có phần hưng phấn so với thị trường. Với thông tin Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi, nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 và đón chờ kết quả kinh doanh quý 3, thì tôi cho rằng khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Thì nếu có điều chỉnh thì cũng chỉ là điều chỉnh kỹ thuật đơn thuần, nên nhà đầu tư có thể giữ danh mục hoặc cơ cấu sang những nhóm ngành đang có dòng tiền vào lớn. Để trong các buổi trao đổi trước thì tôi có chia sẻ với các nhà đầu tư là trong năm 2018 vấn đề chỉ số sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến việc đầu tư của nhà đầu tư, mà hãy quan sát dòng tiền vào từng cổ phiếu để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Thì trong tuần qua, dòng tiền dịch chuyển sang midcap và penny cho thấy dấu hiệu của dòng tiền đầu cơ và thị trường, và nhiều nhà đầu tư cũng trong tâm lý thận trọng. Nhưng tôi cho rằng khả năng trong tuần tới dòng tiền sẽ quay trở lại các nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn và các cổ phiếu có cơ bản tốt. Nhà đầu tư có thể đầu tư vào những nhóm cổ phiếu như sau: như nhóm cổ phiếu tài chính ngân hàng Vietcombank, BID, CTG, SSI, HCM, VND. Thì tôi đánh giá kết quả kinh doanh của nhóm này vẫn khả quan trong năm 2018 và có vốn hóa lớn, nên khả năng vẫn tiếp tục gia tăng để giữ nhịp thị trường. Nhóm cổ phiếu dầu khí như PVS, PVD, OIL, BSR, GAS, PLX. Nhóm cổ phiếu dầu khí thì đang ở trong giai đoạn thoát đáy và có sự cải thiện trong kết quả kinh doanh nhờ giá dầu thế giới tăng và quá trình tái cơ cấu sau khủng hoảng. Ngoài ra, tiến độ thoái vốn nhà nước của chính phủ cũng diễn ra khá mạnh mẽ, liên quan đến nhiều doanh nghiệp trong ngành dầu khí, cũng là điểm đáng quan tâm đến khi đầu tư vào trong giai đoạn tới. Nhóm cổ phiếu bất động sản như là DXG, HBC, Nam Long, VRE, VIC
cùng với sự khởi sắc của thị trường bất động sản thì các doanh nghiệp trong ngành cũng có kết quả kinh doanh tốt, trong khi giá cổ phiếu tôi đánh giá vẫn ở mức mặt bằng thấp và tiềm năng tăng giá của nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn là chưa nhiều. Thưa anh, thì trong thời gian gần đây chúng tôi quan sát thấy là cổ phiếu của công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong Kiên Giang đang có một cái tiến triển rất là tích cực. Vậy thì trong phần 3 chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn mời anh phân tích và nhận định về cổ phiếu này ạ. SKG là một cổ phiếu cũng tương đối là gây khá là nhiều cái sóng gió trên thị trường ha. Từ cái giai đoạn mà cổ phiếu được niêm yết vào khoảng năm 2014 thì cổ phiếu đã liên tục có những cái xu hướng uptrend rất là tốt. Vì về mặt bản chất thì đây là một cái doanh nghiệp có cái tài chính lành mạnh và có những cái ưu thế nhất định trong cái ngành lĩnh vực của mình. Tuy nhiên thì sau khi đạt đỉnh ở vùng giá năm 2016 thì từ thời điểm đó cho tới thời điểm đầu năm 2018 thì cổ phiếu đó liên tục mà có cái xu hướng downtrend khá là rõ. Và có cái câu chuyện rất là đáng chú ý trong năm 2017 đó liên quan đến việc đó là cổ đông nội bộ của công ty đã thực hiện việc bán ra cổ phiếu, và đồng thời thì công ty cũng đã có một cái vi phạm về thuế dẫn đến việc công ty phải thực hiện việc nộp thuế đâu đó nó khoảng 20 tỷ. Điều này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đối với cái bản thân về mặt lợi nhuận của doanh nghiệp. Và cái điều thứ hai nữa rằng đó là sau cái sự việc này thì hầu như cái niềm tin của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp này nó được bị ảnh hưởng khá là nghiêm trọng. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta xét về mặt bản chất á, thì SKG là một doanh nghiệp mà có cái hoạt động kinh doanh tương đối là ổn định và có cái xu hướng chúng ta cũng có thể nhận định rằng sẽ có khả năng để phát triển trong tương lai. SKG là một doanh nghiệp mà hoạt động trong lĩnh vực vận tải, vận chuyển tàu cao tốc. Mảng doanh kinh doanh này trong những thời gian gần đây thì đã xuất hiện những cái sự cạnh tranh nhất định. Tuy nhiên thì SKG vẫn giữ được cái thị phần tương đối là cao và hầu như là tuyệt đối. Và SKG có một cái ưu điểm đó là việc sở hữu được rất là nhiều tàu, thì đây sẽ là mang lại một cái lợi thế về mặt số lượng cho doanh nghiệp trong cái vấn đề cạnh tranh. Và nếu mà chúng ta xét về mặt tiềm năng của doanh nghiệp á, thì chúng ta có thể thấy rằng trong 2018 này á, thì sẽ là một năm mà SKG có thể đưa vào hai cái phà cao tốc đưa vào hoạt động nhằm tăng thêm cái công suất hoạt động để đẩy mạnh cái doanh thu trong cái năm 2018 cũng như là những cái năm sau. Và bên cạnh đó thì SKG cũng có một cái kế hoạch mở rộng thêm một cái tuyến đi Phú Quý, thì đây là một cái vùng đất mà chúng ta có thể thấy rằng sẽ có khả năng để phát triển được du lịch trong cái tương lai sắp tới. Thì đây được kỳ vọng là những cái tiềm năng, có thể nói là cái bức tranh của SKG có thể sẽ trở nên sáng sủa hơn bắt đầu từ năm 2018. Tuy nhiên thì nhà đầu tư chúng ta cũng nên lưu ý đó là về mặt rủi ro của doanh nghiệp trong cái giai đoạn hiện tại. Nó có những cái rủi ro sau đây. Thứ nhất đó là việc giá dầu. Thì trong những cái thời gian vừa qua và tính tới thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đã thấy là cái giá dầu đang có xu hướng nằm trong xu hướng uptrend. Thì điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với cái giá vốn của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Thì đây sẽ là một cái thông tin không thực sự tích cực cho doanh nghiệp này. Bên cạnh đó là nhà đầu tư chúng ta có thể sẽ nhớ lại cái bài học từ năm 2017, đó là những cái rủi ro liên quan đến việc cổ đông bên trong nội bộ thực hiện việc bán ra mà không công bố. Thì đây cũng là một cái rủi ro mà gây ra khá là nhiều cái sự cân nhắc đối với nhà đầu tư. Và thêm một cái điều nữa đó là việc trong cái thời gian vừa qua thì Superdong Kiên Giang thì có cái cơ cấu doanh thu từ những cái tuyến dẫn đến Phú Quốc khá là tốt. Thì nhà đầu tư chúng ta cũng kỳ vọng vào câu chuyện đó là Phú Quốc sẽ có những cái câu chuyện để phát triển. Tuy nhiên thì cái luật đặc khu thì theo như chúng ta cũng được biết là nó sẽ khó có khả năng được thông qua trong cái đợt họp quốc hội sắp tới này. Thì do đó tôi cho rằng trong cái giai đoạn ngắn hạn thì cái câu chuyện thực sự của Superdong Kiên Giang thì nó sẽ không có gì quá nổi bật. Do đó thì tổng chung lại thì về tiềm năng phát triển trong lâu dài của doanh nghiệp thì tôi cho rằng nó vẫn có những cái câu chuyện khá là đáng để chúng ta cân nhắc. Tuy nhiên trong cái giai đoạn ngắn hạn này thì những cái cơ hội như vậy nó không xuất hiện thực sự rõ ràng.
Do đó thì tôi chỉ khuyên người nhà đầu tư chúng ta nên dừng lại ở mức độ quan sát cổ phiếu và tiếp tục có những cái đánh giá trong những cái thời gian sắp tới. Còn về cái mặt kỹ thuật của cổ phiếu á, thì sau một cái thời gian dài nằm trong xu hướng downtrend suốt từ năm 2016 tới thời điểm hiện tại á, thì thông thường thì những cổ phiếu có một cái thời gian dài giảm giá thì sẽ có những cái giai đoạn để mà tích lũy trở lại. Thì trong những cái phiên vừa qua thì tôi đánh giá cổ phiếu cũng chỉ đang nằm trong một cái vùng vùng giá được gọi là tích lũy, để chúng ta có thể xem xét thêm về cái động thái của các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thì do đó thì cả hai mặt về cơ bản cũng như là về kỹ thuật thì tôi cho rằng nhà đầu tư chúng ta cũng chỉ nên dừng ở mức độ quan sát và thực hiện những cái đánh giá tiếp theo ở trong cái thời gian sắp tới. Xin được cảm ơn anh Chí về những thông tin hữu ích vừa rồi. Và đến giờ thì thời lượng của chương trình Giờ Kết Sổ tuần này cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Giờ Kết Sổ tuần sau. Xin kính chào và xin cảm ơn.